Thì lại nông mèo ơi. Chị ơi, chị có bán bánh lọt khe không? Cho cái gì đây? Điện thoại cha sinh mẹ đẻ. Ta biết bánh lọt khe là bánh gì? Công ty thuê ta bán bánh nấm linh chi, trà đen nấm linh chi. Thôi dẹp đi nhá, văn sáng rồi. Toàn mấy đường vớ vẩn, không chơi bời đâu. Nhà tao không có thiếu thốn cái gì. Bây giờ mày vớ vẩn cái gì? Bố mẹ tao cho ăn học, không bắt tao đi làm thì thôi. Bây giờ chưa bán buôn được cái gì. Văn sáng cho em nghỉ việc nha. Chẳng có tương lai đâu. Em vào siêu thị suốt ngày, em mua sắm trên mạng suốt ngày. Em không mua dành tiền, thừa tiền mua bánh quy, nấm linh chi, trà đen nấm linh chi đâu. Đừng hỏi vì sao em nghỉ việc nhá. Văn sáng ơi, cho nghỉ việc đi. Nhà tao không có thiếu tiền.